Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng sức khỏe yếu, lết không nổi, phải ủy quyền cho một ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương. Bản thân của ông Trọng hiện giờ đi đứng không vững, mỗi khi ông nhấc chân bước đi thì luôn có một vệ sĩ hoặc hai vệ sĩ bám sát, hệ thấy ông không ổn là sốc nách ông dìu đi. Với chút sức tàn như thế thì ông khó có thể kham nổi chức Tổng Bí Thư thêm 5 năm nữa, chứ đừng nói gì đến việc tham gia trận chiến đốt lò. Rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sinh nghề tử nghiệp chăng khi mà ông Trọng cố dùng nắm hơi tàn để nặn ra cái gọi là suất đặc biệt của đặc biệt để ông được ngồi lại thì có thể thấy rằng chính tính tham quyền cố vị ấy có thể giết ông bất cứ lúc nào già dạ rồi sức khỏe suy kiệt lắm rồi mà cố quá không khéo thì lại thành quá cố mất. Từ sau ngày đi kiên giang định mệnh sức khỏe còn sót lại trong cơ thể của ông Nguyễn Phú Trọng không còn nhiều và cũng nhờ các bác sĩ giỏi nhất của Việt Nam đã dành lại một ít sức khỏe cho ông chứ nếu không thì ông đã đi chầu Diêm Vương ngay trong ngày định mệnh ấy rồi. Ngày 15 tháng 7 trên tờ Tiền Phong có bài viết bổ sung trách nhiệm quyền hạn của thường trực ban bí thư, trong đó thì có cho biết trách nhiệm quyền hạn của tổng bí thư cũng có bổ sung quy định mới, đó là khi cần thiết, tổng bí thư ủy quyền cho một ủy viên bộ chính trị chủ trì các hội nghị của ban chấp hành trung ương. Điều này có nghĩa là ông trọng đã chuẩn bị về mặt đảng luật để ông có quyền chỉ định người thay mặt ông chủ trì các cuộc họp của trung ương đảng vào những lần của họp bộ chính trị Việc làm này cho thấy rằng sức khỏe của ông Trọng đang có rất nhiều vấn đề và có khả năng ông Trọng sẽ vắng mặt trong nhiều cuộc họp mà đòi hỏi phải có mặt của ông. Báo Tiền Phong viết, khi cần Tổng Bí Thư ủy quyền cho một ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, đồng thời bổ sung quyền hạn trách nhiệm của Tổng Bí Thư là trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tham gia thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương bổ sung trách nhiệm quyền hạn của Thường trực Ban Bí Thư. Sáng ngày 15 tháng 7, thông tin về kết quả hội nghị Trung ương 3 của khóa 13 tại hội nghị báo cáo viên tháng 7 2021 do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương cho biết, hội nghị đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tập trung vào tình hình kinh tế, xã hội, dịch bệnh COVID-19, các quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương, quyết định về thi hành điều lệ của đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng về thi hành điều lệ của đảng công tác kiểm tra giám sát kỷ luật ông lê hải bình cho biết hội nghị trung ương lần này sẽ thảo luận và bổ sung nhiều điểm mới theo đó thì bổ sung trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Trung ương bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư trong việc gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương lần này còn bổ sung với trách nhiệm quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư theo đó, thường trực ban bí thư gồm có tổng bí thư và thường trực ban bí thư giải quyết công việc và cho ý kiến về các vấn đề vượt thẩm quyền của thường trực ban bí thư nhưng chưa đến mức phải báo cáo bộ chính trị, ban bí thư và những công việc được bộ chính trị bàn, ban bí thư giao và ủy quyền. Trách nhiệm quyền hạn của Tổng Bí Thư cũng có bổ sung quy định mới, đó là khi cần thiết thì Tổng Bí Thư ủy quyền cho một ủy viên Bộ Chính trị chủ trì và điều hành các hội nghị của ban chấp hành trung ương. Đồng thời bổ sung quyền hạn trách nhiệm của Tổng Bí thư là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tham gia thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Trách nhiệm quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư được bổ sung thêm nội dung định kỳ thường xuyên nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tổng Bí Thư để kịp thời nắm bắt tình hình và lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan. Liên quan đến hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, bổ sung mới nội dung căn cứ vào nhu cầu tình hình cụ thể trong các hội nghị Trung ương bố trí thời gian để nghe các báo cáo chuyên đề về quy định mới này. Ông Lê Hải Bình cho biết khi mà thảo luận về nội dung này, có ý kiến nói rằng trong tình hình mới thì có thể có lúc tùy vào nội dung công việc cụ thể có thể tiến hành hội nghị trung ương bằng hình thức trực tuyến. Và đối với ý kiến này thì Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh tùy vào tình hình cụ thể, đặc thù và nội dung phù hợp để tính đến chuyện đó. Ngày xưa có ông vua nằm trên giường điều hành triều chính, đó chính là Lê Long Đĩnh hay còn gọi là Lê Ngoại Triều. Rất có thể việc bổ sung quy định này để chồng ông Nguyễn Phú Trọng muốn chuẩn bị tình huống ông điều hành điều hành chính trị ngay ở trong lúc mà ông nằm ở trên giường bệnh hay chăng có thể lắm. Nếu như ông Trọng gặp vấn đề sức khỏe thực sự thì có thể nói triều đình Cộng sản sẽ nổi lên nhiều trò đấu đá ly kỳ ở hậu trường. Chiếc ghế của ông Trọng hiện nay có ít nhất 4 nhân vật nhòm ngó. Với sức khỏe hiện nay, như vậy thì với việc chuẩn bị quy định đảng luật như vậy thì có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đối với ông. Với sức khỏe như thế này thì rất có thể cái lò của Nguyễn Phú Trọng nhóm lên bao lâu nay thì chưa đốt được đối thủ lớn nhất đời thì nó cũng đã tắt ngủm theo cuộc đời của ông luôn. Quốc tang của người có mông đang dính ghế bao giờ cũng vui hơn là quốc tang của một ông già đã về hưu. Có lẽ trong 5 năm nhiệm kỳ thứ ba này, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho dân chúng một ngày vui trăng, có thể lắm. Và chúc toàn dân may mắn có được một ngày vui đúng nghĩa, chào thân ái và quyết thắng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bệnh viện ở An Giang sắp bị phạt vì trích dịch vụ vaccine COVID-19. Tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ xác định mức độ vi phạm tiến hành xử phạt Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc về việc loan báo trích dịch vụ vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, trang web bệnh viện tư này thông báo rằng họ nhận đăng ký trích vaccine AstraZeneca với giá 1,5 triệu Việt Nam đồng, tương đương với khoảng 65 đô la Mỹ cho mỗi liều. Thông báo được đăng tải trong bối cảnh nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố trích vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho người dân, đồng thời kêu gọi dân chúng góp tiền vào quỹ vaccine. Theo báo VOV của Đài tiếng nói Việt Nam, trong buổi họp với Sở Thông tin Truyền thông An Giang hôm 16 tháng 7 năm 2021, ông Lưu Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc thừa nhận việc thông báo trích dịch vụ là chưa đúng, gây dư luận không tốt. Ông Hùng đã cho gỡ bỏ thông báo nêu trên và sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Cũng trong hôm 16 tháng 7, báo Dinh dẫn lời từ ông Quốc Tuấn, giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, xác nhận rằng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam chưa cho các cơ sở y tế làm dịch vụ trích vaccine ngừa COVID-19. Theo báo này, ông Lưu Quốc Hùng giải thích rằng một người bạn của ông này nhập được vaccine ngừa COVID-19 nên chia lại cho Bệnh viện Hạnh Phúc. Bạn tôi nói để chờ duyệt giá của Bộ Y tế và một liều có thể từ 1,5 triệu đồng trở lên. Tôi thông báo triển khai đặt trước vaccine ngừa Covid-19 để xem nhu cầu của người dân. Chỉ mấy hôm mà có trên 30.000 người đăng ký và mình chỉ muốn tốt cho người dân chứ không có ý đồ gì trong việc này, ông Hùng nói. Trước vụ việc này, theo báo tử trẻ, hồi trung tuần tháng 6, gần 1 triệu người dân ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi danh trích dịch vụ vaccine ngừa COVID-19 theo thông báo của tỉnh. Thời điểm đó, Ủy ban dân tỉnh, huyện Thường Tín và thị trấn Đông Anh ở Hà Nội cũng gây xôn xao khi mà phát đi văn bản về việc người dân, doanh nghiệp phải tự chi trả phí trích vaccine ngừa COVID-19. Giá dự trù là 350.000 Việt Nam đồng trên một người, tương đương với khoảng 15 đô la Mỹ. Sau khi công luận, công luận bàn tán về chuyện nhà cầm quyền nói một đằng làm một nẻo, về việc trích vaccine miễn phí cho toàn dân, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã buộc huyện Thường Tín và thị trấn Đông Anh thu hồi văn bản vì chưa phù hợp với chủ trương của Hà Nội. Theo báo tuổi trẻ, nhà công quyền dự định rằng sau khi trích vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho khoảng 20 triệu người thuộc diện ưu tiên thì mới triển khai chương trình trích dịch vụ Tính đến ngày 16 tháng 7, hơn 4,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được chích cho người dân Việt Nam. Trong, trong số này thì mới chỉ có 286.772 người là được trích đủ hai liều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một người bị tuyên án 18 tháng tù do làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Tòa án Hải Dương vào ngày 16 tháng 7 tuyên án Đào Duy Tùng 18 tháng tù với cáo buộc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tin từ truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam loan tin trong cùng ngày cho biết, anh Đào Di Tùng 30 tuổi từ Lào nhập cảnh về Việt Nam hôm 22 tháng 4 vừa qua nhưng vi phạm các quy định cách ly 14 ngày. Dù được cho biết những trường hợp mà bản thân anh tiếp xúc ở bên Lào có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov 2 nhưng anh này không đến cơ sở y tế để được xét nghiệm mà lại đi đến những thành phố khác, thăm thú nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Thông tấn xã Việt Nam nói rõ những vi phạm của anh Đào Duy Tùng dẫn đến thiệt hại được lượng định hơn 3 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với hơn 130.000 đô la Mỹ. Cơ quan chức năng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16 tháng 7 thông báo, tính đến nay thì ngân sách nhà nước đã chi ra để chống dịch Covid-19 lên đến 21.500 tỷ Việt Nam đồng. Reuters gọi điện đến tòa án Hải Dương để hỏi thêm chi tiết nhưng không ai bắt máy trả lời. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hải Dương có 52 trường hợp lây nhiễm cộng đồng, ít hơn nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh là gần 29.000 ca tính đến ngày 16 tháng 7. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyên phạt một tiếp viên hàng không 2 năm tù treo về tội làm lây lan dịch Covid-19. Tính đến tối ngày 16 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 225 trường hợp chết vì virus corona và tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 40.609 ca. Thưa quý vị và các bạn thân mến, công lý cho binh nhì Trần Đức Đô. Vụ tử vong của binh nhì Trần Đức Đô đã khép lại và ít nhất đối với cơ quan có trách nhiệm trong quân đội Hôm 13 tháng 7, Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam chính thức thông báo kết luận điều tra vụ quân nhân Trần Đức Đô chết là do treo cổ tự tử thử và không có dấu hiệu tác động ngoại lực, bác bỏ mọi nghi ngờ Đô bị đánh đập trong đơn vị dẫn đến tử vong. Trước đó, vào chiều 12 tháng 7, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, cũng giải thích với báo chí lề đảng rằng các vết bầm tím là do cơ thể của đô cọ sát vào vật thể không bằng phẳng trong lúc cắt dây để đưa xuống cấp cứu những lời giải thích ấy nhằm mục đích hóa giải những thắc mắc của gia đình đô cũng như các dư luận về những vết thương nặng nề trên người của nạn nhân sự giải thích ấy cũng đồng thời cho người ta biết đến một phương pháp cấp cứu mới đối với nạn nhân treo cổ tự tử cắt dây cho nạn nhân rơi tự do và nếu như không làm như thế thì làm sao đại tá nguyễn xuân thìn có thể giải thích nổi một cách trơn tru những vết bầm tín trên cơ thể của trần đức đô để tin tức của uh, trung tá đó có phần trung thực phía quân đội còn đưa ra ba bằng chứng thứ nhất ba bức thư của binh nhì trần đức đô trong ba lô gửi gia đình nhưng không hề nói gì đến lý do tại sao tự tử hay bị ai cưỡng bức đánh đập Thứ hai, thực hiện một cuộc thăm dò các quân nhân trong quân đội của đô về các chứng cớ đô có bị uy hiếp bắt nạt, đánh đập hay không. Chuyện thăm dò này như là một màn kịch vụ về vì đã được sắp xếp trước để đa số trả lời không có. Thứ ba, đưa ra hai quân nhân là nhân chứng đã được lấy lời khai là người dân ở nơi xảy ra án mạng và họ xác định là nhìn thấy một mình đô treo cổ tự tử và những lời khai này thật phù hợp với kết luận điều tra. Về phía gia đình Trần Đức Đô, người cha của quân nhân tử vong vẫn khẳng định ông không tin con mình tự tử nếu không lâm vào một hoàn cảnh bức bách nào đó. Tuy nhiên thì gia đình chỉ nói nhờ bản thân thông báo chính thức và sau đó thì sẽ nhờ luật sư làm thủ tục để đòi công lý cho Đô kết luận điều tra nói trên đã khiến cho dư luận hụt hẫng không ai tin những chi tiết mà bộ quốc phòng đưa ra phản ảnh đúng sự thật tại sao thứ nhất với kết luận đô chết vì treo cổ còn nguyên nhân của hành động này chỉ nói không có dấu hiệu ngoại phạm cho thấy sự điều tra của năm cơ quan thuộc bộ quốc phòng và công an vô cùng khuất tất một thanh niên đang ở độ tuổi đôi mươi tình nguyện vào quân đội như đô lại tự ý hủy hoại đời sống của mình bằng cách treo cổ thì không thể không có nguyên nhân. Vì lý do nào đó mà quân đội không dám chỉ ra nguyên nhân dù không có dấu hiệu ngoại phạm. Tất nhiên thì sự nghi ngờ về cái chết của binh nhì đô vẫn là điều ám ảnh lớn lao trong dư luận và cũng như gây ra sự đau khổ kéo dài cho gia đình của đô. Thứ hai, cách diễn tả của báo chí lề đảng về những kết luận điều tra của ít nhất 5 cơ quan thuộc quân đội và công an là đúng quy trình. Như người dân thường nghe, nhưng đúng quy trình ở đây chính là sự sắp xếp, tẩy sửa để làm sao cho kết quả điều tra đạt được sự đồng thuận của các điều tra viên theo đúng kịch bản của chính quyền và quân đội. Hẳn nhiên thì nó cũng được chỉ đạo xuyên suốt từ các cấp ủy đảng trong quân đội nó chẳng khác gì sự đúng quy trình trong bộ máy quan liêu của Đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam từ tăng thưởng biển thủ của công dàn dựng dấu tích vụ án. Vì thế có thể nói qua kết luận điều tra thì binh nhì Trần Đức Đô đã tự tử theo đúng quy trình, có nghĩa là theo đúng kịch bản đã được nhà cầm quyền vạch ra. Thứ ba vì đúng quy trình cũng có nghĩa là quân đội nói chung hay những người có trách nhiệm trong vụ án nói riêng đã có hành động bao che cho ai đó gây ra cái chết cho đô. Khi ban điều tra dựng lên màn kịch phỏng vấn đối tượng là quân nhân trong đại đội của đô thì chẳng ai dám trả lời rằng có hiện tượng chấn áp đánh đập vì họ có thể biết ngay họ sẽ là nạn nhân nếu như nói nên sự thật ngược lại với ý muốn che giấu của cấp chỉ huy. Trong trường hợp này, im lặng không những là vàng mà còn là nhu cầu được bảo vệ mạng sống của những quân nhân đó và gia đình của họ. Từ đó, người ta có thể suy ra từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu là thảm kịch xảy ra trong quân đội mà không ai dám tố cáo. Thứ tư, Trần Đức Hợi là bố ruột của Trần Đức Đô không chấp nhận kết luận quá đơn giản của các cơ quan điều tra và tuyên bố sẵn sàng nhờ luật sư đi tìm công lý nhưng với bộ máy cầm quyền tham ô và đàn áp khắp nơi, không biết ông hội có sống qua nổi trong chế độ sẵn sàng chấn áp thẳng tay để mang công lý về cho con mình hay không. Rốt cuộc vụ án trần đức đô không đơn thuần là cái chết của một binh nhì vô danh trong quân đội đang bị bộ quốc phòng cố tình cho chìm xuồng, mà là một chứng cớ cho thấy hệ thống bao che độc ác giết người và tội phạm trong bộ máy quân đội nhân dân mang tên nhân dân nhưng là của cộng sản việt nam Thưa quý vị và các bạn thân mến, thấy gì qua các lập luận sằng bậy của Ngô Sĩ Tồn về Biển Đông? Ông Ngô Sĩ Tồn cáo buộc Mỹ thao túng tòa trọng tài vào ngày 12 tháng 7. Một học giả dạ hàng đầu của Trung Cộng là Ngô Sĩ Tồn có đăng một bài viết nhằm bôi nhọ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông hồi năm 2016 với các lập luận hết sức cù nhầy và ngạo ngược xứng tầm là giáo sư hàng đầu của Trung Quốc về Biển Đông. Ngô Sĩ Tồn là cái tên không xa lạ gì với giới nghiên cứu về Biển Đông trên thế giới. Ông ta đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về Biển Đông bằng tiếng Trung và cả tiếng Anh. Ông này cũng từng là một quan chức của tỉnh Hải Nam và là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc gia Nam Hải Biển Đông theo cách gọi của Trung Cộng của tỉnh Hải Nam Trung Quốc. Với tên tuổi và công trình xuất bản của Ngô Sĩ Tồn, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một nhà khoa học nghiêm túc. Thế nhưng, đọc bài viết của ông ta trên tờ thời báo Hoàn Cầu mới đây, mới thấy được sự thật về cái gọi là nhà khoa học của Trung Cộng. Trong bài viết của mình, mở đầu bài viết, Ngô Sĩ Tồn khẳng định rằng vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 dưới sự thao túng của Mỹ, tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông đã ban hành phán quyết theo sự yêu cầu của chính quyền arcono ba của Philippines. Và có lẽ Ngô sĩ Tồn vốn có chuyên ngành về lịch sử nên chẳng hiểu gì về hệ thống các tòa án quốc tế, trong đó các tòa trọng tài được thành lập theo các phụ lục của UNCLOS. Việc Philippines khởi kiện Trung Quốc vào năm 2013 được một tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 của UNCLOS. Sau khi xảy ra sự kiện Trung Quốc đã chiếm đoạt bãi cạn Scarborough từ tay của quân đội Philippines. Philippines sau đó khi nhiều lần tìm cách giải quyết bằng con đường ngoại giao với Trung Quốc nhưng không thành. Cạn kiệt với các giải pháp cực chẳng đã Philippines đã phải kiện Trung Quốc ra tòa. Sau khi Philippines khởi kiện Trung Quốc ra tòa thì một hội đồng trọng tài gồm 5 trọng tài viên đã được chỉ định theo quy định của vụ lục 7 bên Philippines đã chỉ định trọng tài viên đại diện cho mình, còn Trung Quốc vì từ chối không tham gia nên tránh án tòa án quốc tế về luật biển ITLOS đã chỉ định một thành viên còn lại của hội đồng trọng tài và tất cả các thành viên này đều là các thẩm phán độc lập, dày dặn kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực luật biển. Ông Ngô Sĩ Tồn khẳng định hội đồng trọng tài này là do Mỹ thao túng là hạ thấp uy tín và tư cách của trọng tài viên chuyên gia luật biển này nếu nói như ông ngô sĩ tồn thì chắc tất cả các thẩm phán trong danh sách của itlos đều là do mỹ thao túng hết hay sao nếu vậy thì thẩm phán trung quốc trong itlos là cao trí quốc trước đây hay bây giờ là đoàn khiết long chắc cũng vậy ông ngô sĩ tồn còn kêu gào rằng phán quyết Biển Đông chỉ là tờ giấy lộn đã bị vứt vào sổ rác của lịch sử. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Hội luật gia quốc tế đã công bố trên tạp chí Chinese Journal of International Law một bài viết 500 trang với tựa đề The South China Sea Arbitration Awards a Critical Study nhằm chống lại phán quyết Hội luật quốc tế Trung Quốc không phải là một tổ chức nghiên cứu độc lập mà là một tổ chức trực thuộc chính quyền Trung Quốc, cụ thể là nằm trong sự quản lý của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Năm 2020, Viện Nghiên cứu Quốc gia Biển Nam Trung Hoa thuộc chính quyền Trung Quốc lại tiếp tục xuất bản một bài báo 131 trang với tựa đề Alligo of the Awards of the Abyssal Tribunal in Master of the South China Sea trên Asian g of International Law với các luận điểm nhằm chống lại phán quyết. Nếu thực sự phán quyết chỉ là một tờ giấy lộn như lãnh đạo Trung Quốc phát biểu thì chính quyền Trung Quốc thông qua các nhà khoa học Trung Quốc đâu phải tốn công, tốn tiền cho việc chống đỡ lại phán quyết như vậy. Liệu các hiệp ước trao quyền cho Trung Quốc Ông Ngô Sĩ Tồn còn viện dẫn Trung Quốc đã lấy lại các đảo ở biển Đông đã bị Nhật bản xâm chiếm bất hợp pháp và thể hiện chủ quyền phù hợp với tuyên bố của Cairo, tuyên bố Potsdam và các hiệp ước quốc tế khác. Ông Ngô Sĩ Tồn là giáo sư lịch sử nhưng lại không hiểu gì về lịch sử hoặc là muốn bẻ cong lịch sử. Năm 1943 sau một loạt các cuộc gặp giữa tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill và thống chế tưởng giới thạch của Trung Hoa Dân Quốc. Ban giải lãnh đạo tuyên bố rằng một khi mà chiến tranh kết thúc, Nhật Bản sẽ bị tước bỏ tất cả các đảo ở Thái Bình Dương mà họ đã nắm giữ hoặc chiếm đóng kể từ đầu thế kỷ thứ nhất năm 1914. Như vậy, tất cả các lãnh thổ mà Nhật Bản đã đánh cắp của Trung Quốc như là Mãn Châu, Sa và Red Kodores, Bành Hồ sẽ được trả về cho Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan. Nhật Bản cũng sẽ phải rút khỏi tất cả các lãnh thổ khác mà nước này đã chiếm đoạt bằng bạo lực và lòng tham. Điều đầu tiên cần lưu ý về tuyên bố Cairo là nó không đề cập đến quần đảo Nam Sa hoặc Trường Sa hay Hoàng Sa hoặc bãi cạn Scarborough hoặc bất kỳ thể địa lý nào có tranh chấp hiện nay và những đảo duy nhất được nêu tên cụ thể là Formosa Đài Loan và Hecadores Bành Hồ nằm ngay trong phía tây của Đài Loan chỉ có hai nhóm đảo này được hứa trả lại Trung Quốc không có đảo nào khác Câu tiếp theo của tuyên bố Cairo nói rằng các lực lượng Nhật Bản sẽ đưa ra khỏi tất cả các lãnh thổ khác mà họ đã xâm lược nhưng không nói gì về việc trả lại các lãnh thổ đó cho những quốc gia nào và câu văn này bao hàm các vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương từ Miến Điện đến Papua New Guinea từng là một phần của đế quốc Anh, Pháp và Hà Lan trước khi bị Nhật xâm lược và các chính phủ đó muốn lấy lại các thuộc địa của họ sau khi Nhật Bản bị đánh bại. Nhưng Hoa Kỳ không đồng ý, kết quả là lời văn của Tuyên bố Cairo rất mơ hồ và các nhà lãnh đạo có thể đồng ý rằng Nhật Bản nên bị trục xuất khỏi các lãnh thổ đó, nhưng tương lai của chúng thì vẫn chưa được quyết định. Thêm nữa, quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa không thể được coi là vùng lãnh thổ của Nhật Bản đã đánh cắp từ tay Trung Quốc vì Trung Quốc đã không hề yêu sách quần đảo này vào năm 1943. Một nghiên cứu của một nhà nghiên cứu người Anh là Bill Hayton cho biết, năm 1943 Bộ Thông tin của Trung dân Trung Hoa Dân Quốc AOC đã xuất bản cái mà họ gọi là Cẩm nang Trung Quốc 1937 1943 một hướng dẫn toàn diện về địa lý lịch sử chính trị và kinh tế của nước này trên trang mở đầu nó nói rằng lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc kéo dài từ dãy núi Sa uh, Sajen ở phía Bắc đến đảo Chi Tôn Hoàng Sa Nói cách khác, vào năm 1943, Trung Quốc chỉ yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa ở phía Bắc Biển Đông, chứ chưa có yêu sách Trường Sa hay Bãi Cạn Scarborough. Hai ấn bản của Cẩm Nang Trung Quốc đã được xuất bản trong năm đó và ấn bản đầu ở Kakuta vào tháng 7 và ấn bản thứ hai là ở New York vào tháng 11. Cả hai đều thể hiện cùng một lời văn. Mãi đến tháng 6 năm 1947, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chính phủ Trung Quốc mới quyết định đưa ra yêu sách đối với quần đảo Trường Sa, tức là Nam Sa, và ngay cả khi đó thì ấn bản năm 1947 của cuốn Cảm năng Trung Quốc này cũng rất thận trọng. Nó nói rằng danh giới cực Nam của Trung Quốc vẫn cần được xác định và chủ quyền của quần đảo Đoàn Sa phía Nam đang bị tranh chấp giữa Trung Quốc, khối thịnh vượng Trung Philippines và Đông Dương. Vào thời điểm này các nguồn tài liệu của Trung Quốc gọi Trường Sa là Tuân Sa. Uh, cái tên Nam Sa tức là Nam Sa. Bãi lúc này được dùng để chỉ để là bãi ngầm uh, xa hơn về phía Bắc vì trước đây đó là khu vực cực Nam của Trung Quốc. Tuyên bố Potsdam năm 1945 hoàn toàn không đề cập đến các hòn đảo ở Biển đông. Bản văn được Tổng thống Harry Truman kế nhiệm của Roosevelt cùng với Churchill và tưởng giới thạch chỉ nói rằng các điều khoản của tuyên bố Cairo sẽ được thực hiện và chủ quyền của Nhật Bản sẽ được giới hạn ở các đảo Honshu, Hokkaido, Suzu, Shikoku và các đảo nhỏ như chúng tôi xác định. Nó không nói gì về việc lãnh thổ nào sẽ được trả cho Trung Quốc kiểm soát. Điều này cũng đúng với hiệp ước hòa bình San Francisco năm 1951. Điều 2 chỉ nói rằng Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, quyền sở hữu và yêu sách đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Một cụm từ tương tự cũng xuất hiện trong hiệp ước Bãi Bắc, Đại Bắc năm 1952 giữa Nhật Bản và Trung Hoa Dân Quốc. Không có hiệp ước nào nói bất cứ điều gì về việc các hòn đảo đó thuộc về nước nào chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa Trường Sa là rõ ràng, bằng chứng lịch sử là đã rõ ràng, không có gì trong số các văn kiện này hứa hẹn giao các đảo ở biển Đông ngoại trừ Đài Loan và quần đảo Bành Hồ cho Trung Quốc. Đáng chú ý là cũng trong quá trình thảo luận hiệp ước San Francisco, trưởng đoàn đại diện của biểu chính quyền bảo đại của việt nam là trần văn hữu đã tuyên bố rằng từ lâu hai quần đảo hoàng sa và trường sa là bộ phận của lãnh thổ việt nam và cũng vì cần phải dứt khoát lợi dụng tất cả các cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này chúng tôi khẳng định chủ quyền của chúng tôi đối với các quần đảo trường sa và hoàng sa và những quần đảo này luôn luôn thuộc về việt nam không có bất cứ một đại diện nào của 51 quốc gia tham dự hội nghị San Francisco có ý kiến phản đối hoặc bảo lưu đối với tuyên bố trên của đại diện Việt Nam. Như vậy, những thư liệu và chứng cứ kể trên cho thấy một cách rõ ràng là không có câu chữ nào trong Tuyên bố Cairo, Tuyên bố Potsdam và Hòa ước San Francisco có thể được biện dẫn để tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngược lại, việc không một quốc gia nào tại hội nghị San Francisco năm 1951 phản đối hoặc bảo lưu về tuyên bố của trưởng đoàn đại biểu Việt Nam lúc đó về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, chứng tỏ cộng đồng quốc tế đã mặc nhiên công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái chương trình kế tiếp của chúng tôi